Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Sau khi huấn luyện viên Chu Xie chia tay đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ quan tâm ai sẽ là cái tên tiếp theo dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Để trước mắt là chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Rất nhiều cái tên đã được người hâm mộ và giới truyền thông phỏng đoán. Hiện tại tuyển Việt Nam cần một người thuyền trưởng đủ tài năng, kinh nghiệm, bản lĩnh bên cạnh sự hiểu biết để có thể đồng hành lâu dài cùng đoàn quân áo đỏ. Lee Jong-jin, trợ lý đắc lực Lee Jong-jin của huấn luyện viên Park Hang-seo, từng có thời gian hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông được gọi là cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo, gắn liền với những vai trò trợ lý trong giai đoạn 2018 đến 2022 đầy ắp những danh hiệu của bóng đá nước nhà. Những tư vấn của huấn luyện viên Lee Jong-jin giúp cho thầy Park xây dựng một lối chơi rất phù hợp với các cầu thủ Việt Nam, từ đó dẫn đến hàng loạt những giải đấu thành công. Ông Lee Jong-jin cũng có những hiểu biết rất rõ đến từng đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Hiện tại ông Lee đang đóng góp vai trò cố vấn kỹ thuật cho Hwang Soon-hum, huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Hàn Quốc. Veliza Popov, với kinh nghiệm làm việc tại V-League, nhà cầm quân 48 tuổi này được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Chu Xie rời chiếc ghế này. Ông Veliza Popov hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh sau mùa giải năm nay. Đông Á Thanh Hóa trong tay huấn luyện viên Popov mặc dù không có khuôn mặt nào đắt giá, nhưng với sự huấn luyện và chỉ đạo của ông, đội bóng này triển khai lối đá kiểm soát rất hiệu quả và đẹp mắt. Mặc dù chất lượng cầu thủ trong đội hình không được đánh giá quá cao, nhưng hiện tại câu lạc bộ này đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và thuộc dạng câu lạc bộ có thể quật ngã bất cứ ông lớn nào ở trong giải. Chiến lược gia người Bulgaria cũng đã gây ấn tượng ở mùa giải trước khi đã cùng với Thanh Hóa giành được siêu cúp quốc gia và cúp quốc gia. Trước khi tới với Thanh Hóa, ông từng có 3 năm dẫn dắt đội tuyển U23 Myanmar giành huy chương đồng tại SEA Games 2019. Kiatisak Sunemuang. Kiatisak đã quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Ông đã dẫn dắt nhiều tuyển thủ Việt Nam và cũng rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Vì vậy, đây được coi là một lựa chọn tốt cho VFF. Trước đó, ông từng giúp cho Thái Lan thống trị bóng đá khu vực trong giai đoạn từ 2014 đến 2016 với 2 chức vô địch AFF Cup cùng với 1 huy chương vàng SEA Games vào năm 2015. Huấn luyện viên Kiatisak được đánh giá là một nhà cầm quân có kiến thức bóng đá phong phú và rất am hiểu với bóng đá khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam, hai quốc gia mà ông đã dành rất nhiều thời gian để làm việc khi còn là một cầu thủ cho tới lúc trở thành huấn luyện viên. Hiện tại, huấn luyện viên Kiatisak đang dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Gông Okyun. Dấu ấn đáng chú ý của huấn luyện viên Gông Okyun với bóng đá Việt Nam là dẫn dắt đội U23 lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á 2012. Cuối năm 2023, nhà cầm quân 49 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng ông bị sa thải sau 6 trận, thắng 2, hòa 2, thua 2. Từ khi rời câu lạc bộ trên, huấn luyện viên Gông Okyun vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Cựu huấn luyện viên U23 Việt Nam có thể tiếp tục hành trình còn dang dở với bóng đá giải đất hình chữ S. Daiki Iwamasa. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa nắm quyền ở câu lạc bộ Hà Nội từ tháng 1 năm 2024. Dù chưa tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ cho Hà Nội, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản đã bắt đầu tạo dấu ấn nhất định cho đội bóng thủ đô. Trước khi tới với Hà Nội, ông từng dẫn dắt Kashima Antlers, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Nhiều nguồn tin cho rằng VFF sẽ ưu tiên một huấn luyện viên đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Vì vậy, huấn luyện viên của Hà Nội có thể là một trong những sự lựa chọn đáng tin cậy. Video được tài trợ bởi FB88.